Trương Nghiên mến chào quý khán thính giả của Đài Á Châu Tự Do và sau đây mời quý vị cùng đến với 7 sự kiện nổi bật trong tuần. Thưa quý vị, 4 năm sau ngày trở thành vị tổng thống da màu đầu tiên của lịch sử Hoa Kỳ, ngày 20 tháng Giêng năm 2013, đúng 11 giờ 55 phút sáng, ông Barack Obama đã giơ tay tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ thứ nhì của mình tại Tòa Bạch Ốc với sự chứng kiến của gia đình, phóng viên và chánh án tối cao Pháp viện Hoa Kỳ John Roberts. Và chỉ trong vòng 24 giờ đồng hồ sau, ông lại một lần nữa tuyên thệ nhậm chức trước sự hiện diện của người dân Hoa Kỳ và toàn thế giới. Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 phá lệ trong ngày nghỉ ngơi để tiếp kiến ông Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Đây được xem là một sự kiện hiếm hoi và cho thấy Tòa Thánh Vatican đang tỏ ý muốn cộng tác có kết quả tốt với Đảng Cộng sản Việt Nam, tuy còn khá nhiều vấn đề chưa được giải quyết. Các buổi thảo luận đã diễn ra trong tinh thần thân ái, thành thật và xây dựng. Hai bên hy vọng những vấn đề còn tồn tại sẽ được giải quyết sớm và sự hợp tác có kết quả hiện nay được củng cố thêm. Tòa Thánh Vatican và Việt Nam đang hướng tới việc thiết lập đầy đủ quan hệ ngoại giao. Hiện giờ Tòa Thánh chỉ có đại diện không thường trú tại Việt Nam và cả hai bên đang tiếp tục thảo luận vấn đề này. Các nhà trí thức tại Việt Nam đã ký thỉnh nguyện thư trên mạng kêu gọi chấm dứt chế độ độc đảng và tổ chức bầu cử tự do để đáp ứng việc Đảng Cộng sản Việt Nam yêu cầu người dân chung góp ý kiến về những khoản tu chính hiến pháp. Diễn tiến này được đa số trí thức cho rằng rất trọng hệ cho hệ thống chính trị Việt Nam và người Cộng sản phải chấp nhận thỉnh nguyện thư này thay vì chống lại trí thức. Bản hiến pháp đề nghị cũng kêu gọi đổi tên nước thành Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đồng thời thực hiện tam quyền phân lập giữa hành pháp, lập pháp và tư pháp. Mặc dù nhà cầm quyền cho biết sẽ tiếp thu ý kiến, nhưng những vấn đề như bầu cử đa đảng, quyền sở hữu đất đai vẫn bị loại khỏi tiến trình tham khảo ý kiến. Phụ nữ Ấn Độ được phát giao để đề phòng cưỡng hiếp. Sau vụ việc một nữ sinh 23 tuổi bị cưỡng hiếp trên xe buýt tại New Delhi gây phẫn nộ cho người dân trên toàn quốc và dấy lên cuộc biểu tình rầm rộ, đảng Shiv Sena của Ấn đã bắt đầu cung cấp hàng nghìn con dao dài 7cm cho phụ nữ ở bang miền Tây để giúp họ tự vệ trước những hành vi xâm hại tình dục đang ngày một gia tăng ở nước này. Theo quan chức đảng tại địa phương thì bạn có quyền cứa tay những kẻ sờ mó vào mình như cắt một mớ rau. Theo AP thì đảng dự định sẽ phát hết 21.000 con dao trên khắp bang Maharashtra. Tàu thăm dò quỹ đạo Mars Reconnaissance Orbiter của cơ quan hàng không và không gian Hoa Kỳ vừa gửi về lại trái đất cho thấy những chứng cứ về sự hiện diện của một hồ nước cổ ngầm tại một đáy miệng núi lửa có đường kính rộng 92 km, sâu hơn 2 km trên sao Hỏa. Các nhà khoa học cho rằng nước đã từng tồn tại trong hố sâu này, một dấu hiệu cho thấy là có thể đã từng có sự sống trên hành tinh đỏ. Những phát hiện mới cho thấy là sao Hỏa phức tạp hơn mọi người nghĩ trước đây, với một số khu vực trên hành tinh này có nhiều dấu vết về sự sống thời cổ đại hơn so với các khu vực khác. Thưa quý vị, đúng một năm sau khi Mega Upload bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tuyên bố đóng cửa, Kim.com đã cho ra đời phiên bản Mega mới và đã nhanh chóng thu hút 100.000 người dùng chỉ trong vòng 1 giờ và đạt được 1 triệu thành viên chỉ trong vỏn vẹn 1 ngày. Để tránh bị sờ gáy như Mega Upload, dữ liệu trên Mega được mã hóa để chỉ những ai được chia sẻ mới có quyền xem. Tường cũng xin nhắc lại là đúng ngày 19 tháng Giêng năm 2012, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã đóng cửa Mega Upload, một trong những dịch vụ lưu trữ thông tin và chia sẻ file hàng đầu thế giới. Đây là vụ chống vi phạm bản quyền online lớn nhất do Hoa Kỳ thực hiện. Và cuối cùng, thưa quý vị, Công an Giao thông Thanh Hóa loan tin sẽ tiếp tục sử dụng biện pháp gây tranh cãi là quăng lưới đánh cá để vây bắt các tay đua xe gắn máy hoặc người điều khiển xe quá tốc độ trong dịp Tết Nguyên đán. Theo Cảnh sát Thanh Hóa cho rằng đây là biện pháp hữu hiệu để chống đua xe. Dư luận cho rằng đây là một biện pháp hết sức kỳ quặc và không tôn trọng tính mạng của người dân. Cũng như biện pháp này thể hiện sự yếu kém của Cảnh sát Giao thông trong công tác quản lý vấn đề giao thông tại Việt Nam. Vụ việc này cũng được đăng tải trên các tờ báo lớn nước ngoài với những lời bình luận chê cười. Được biết, biện pháp này từng được Công an Thanh Hóa áp dụng vào năm 2011 và nhận được nhiều lời chỉ trích từ báo giới và người dân. Thế nhưng, biện pháp kỳ quặc này vẫn được áp dụng trở lại vào Tết âm lịch năm nay. Đó là 7 sự kiện nổi bật trong tuần. Chân như cảm ơn quý vị đã theo dõi đến cuối chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này vào tuần tới. Mến chào tạm biệt. Chúc quý vị có những ngày thật bình yên.